phật dạy này thiện hiện vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh thanh Tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không nội không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì pháp không nội thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì chân như không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì chân như thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thánh đế khổ không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.